Bà Trương Thị Thu Thủy được cho là người đã xử lý cái hồ sơ để tính thuế đất đối với cái thửa đất 4.000 m2 này và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước lên đến hơn 6 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra, vào khoảng năm 2012, ông Bùi Mạnh Hải sinh năm 1967, ngụ ở khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12, mua và đứng tên chủ quyền thửa đất này và làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, tách ra làm 4 thửa đất. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thì các thửa đất mặt tiền đường Tô Ngọc Vân đoạn từ quốc lộ 1A đến đường Hà Huy Giáp phải đóng tiền sử dụng đất và thuê đất theo khung quy định là 1,6 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, khi thực hiện nghĩa vụ thuế chuyển mục đích sử dụng đất, các đối tượng đã móc ngoặc với nhau để hoán đổi vị trí lô đất thành đất hẻm để hưởng mức đóng tiền sử dụng đất rất là thấp, khoảng 350.000 đồng một mét vuông. Bằng cái thủ thuật này thì thay vì phải đóng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng thì chủ đất chỉ phải đóng khoảng hơn 2,1 tỷ đồng. Đây là trường hợp cán bộ thuế đầu tiên bị khởi tố và bị bắt tạm giam liên quan đến vụ trốn thuế khi làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.